Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một số các cái bài tập liên quan tới thực hành cái chương trình cái môn học cái chương 1 và chương 2 của chương trình giáo án riêng. Thì như chúng ta cũng đã biết là chúng ta đã xong cái chương 1 và cơ bản là xong cái phần chương 2. Một phần liên quan đến chương 2 là cái phần giải các cái chương trình tìm ứng nghiệm của chương trình. Thì có lẽ là chúng ta sẽ hôm nay sẽ làm một số bài chúng ta sẽ hình dung nó. Thì trước hết chúng tôi có một số các cái chia sẻ như sau. Tôi sẽ lại cái màn hình khác. Sẽ lại màn hình để các bạn có nhìn rõ đúng không ạ? Không biết là tôi đang xem cái gì. Thì chúng ta sẽ... Các bạn có nhìn thấy là chúng ta đang xem cái màn hình bài tập thực hành đúng không ạ? Để chuyển qua trở lại. Thì trước hết là tôi bắt đầu vào một cái bài tập phương trình riêng cấp 1 tuyến tính như sau. Cái này thì là do bạn Trang ở lớp mình đã hỏi tôi có làm lại để chúng ta thấy được là lý do vì sao mà chúng ta thực hiện như vậy. Thì đây tôi có hai cách làm. Một cách đầu tiên là sử dụng cái đổi biến. Thì đổi biến là sao? Tôi biết là cái phương trình này thì nó sẽ chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là phần có phần đại học riêng cấp 1 này. Em chưa Phần thứ thấy, hai. em chưa nhìn thấy slide ạ. Em chưa Ok. nhìn thấy Được rồi, xin lỗi. Tôi sẽ lại slide nhé. Thấy chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Bạn đã thấy chưa? Chưa. Chưa. Tôi sẽ file bài 4 phân loại chương trình. À, xin lỗi tôi bị nhầm, tôi sẽ nhầm. À, đây, ông nhìn thấy rồi đúng không? Ok. Thế thì cái phương trình chúng ta là phương trình dạng ux xỉ cộng 2 ui trừ 4 u bằng em ux cộng y. Alo. Các bạn nhìn thấy cái size này cái file lesson 5 lesson 5 rồi đúng không? Không ai nói gì chứ là nhìn thấy rồi. Tôi xét cái phương trình này. Cái này thì tôi sẽ giải từ chi tiết cho mọi người hình dung nhé. Đầu tiên là tôi tìm cái phương trình này, tôi chia làm 3 phần. Thứ nhất là đạo hàm riêng của nó này là ux cộng 2 ui này. Phần thứ hai là đạo hàm phần tự do này là trừ 4u này,
và phần thứ ba là phần m mũ x cộng y, tức là phần hệ số tự do không có liên quan đến ẩn hàm. Thì dù gì ta vẫn phải đi tìm các cái phương trình đặc biệt đặc trưng. Ta xét phương trình đặc trưng bằng cách là tìm là giải phương trình ux cộng 2 ui, đúng không? À, thế thì ta tìm ra cái phương trình đặc trưng của nó là di trên dx chỉ bằng 2. Ở đây ta tham số hóa đường cong là đường cong y theo biến x chỉ. Ta giải phương trình này ra, ta sẽ được y bằng 2 x chỉ cộng c. Và như vậy thì ta có một cái phép đổi biến là một cái họ đường cong tích phân là y bằng 2 x chỉ, đúng không? Y bằng 2 x chỉ. Thì cái họ đường cong tích phân này chính là cái đường mà chúng ta sẽ tìm nghiệm nó trên đó. Thì cách làm thứ nhất là ta sử dụng cái đổi biến. Cái đổi biến ở đây ta thấy là có nhiều phép đổi biến, tuy nhiên ở đây người ta lựa chọn phép đổi biến là phụ thuộc vào bên phải này. Thì người ta xét phép đổi biến đầu tiên là đặt từ c hoặc là v kép này bằng y trừ 2 x gì đó, thì chính là đường cong tích phân, chính là cái đổi biến một cái là dọc theo các cái đường đặc trưng. Và thứ hai là đổi biến sao cho nó cho v phải là dễ tính, thì đây người ta tính là y cộng x gì bằng z đây. Để sao cho xuất hiện cái đấy. Thì mục đích của cái phần đổi biến này là để làm sao mà loại bớt từ những cái hệ số đạo hàm riêng ở đây để cho phương trình nó trở thành một phương trình đạo hàm riêng theo một biến thôi, còn cái biến còn lại thì nó không có sự tham gia của đạo hàm riêng, cho nên là nó sẽ được coi như tham số, và ta thay vì giải phương trình đạo hàm riêng chúng ta giải một phương trình bình thường. Về bản chất thì hai cái phương pháp là như nhau, nhưng mà cái cách làm nó hơi khác nhau một chút, thì để cho nó một cách làm gọi là cách làm gián tiếp, cái này gọi là gián tiếp. Còn cách làm kia là cách làm trực tiếp, ta sẽ giải trực tiếp trên từng phương trình. Ở đây ta thấy nhá, là khi mà ở hệ độ xoy chuyển sang hệ độ vkoz này, thì ta sẽ tìm được ra là biến x gì thì bằng gì với y bằng gì. Đây, x gì thì bằng z trừ vk trên 3, z bằng trừ vk trên 3, y cách thì bằng vk 2z trên 3. Và với cái điều này thì ta tính thêm là vk x gì đạo hàm theo đạo hàm vk theo x thì bằng trừ 2x này, trừ 2 này, đúng không? Đạo hàm theo vk theo bên y thì bằng 1 này, và đạo hàm theo bên z đạo hàm z theo bên x và bên y thì bằng 1 hết, đúng không? Thì ta sẽ tìm được ra dùng cái công thức này u x gì bằng v u v vk x v đạo hàm theo bên vk nhân vk x gì cộng v đạo hàm theo bên z đạo hàm theo bên x gì thì bằng cái này. Hai cái này thì là những cái mà chúng ta thấy là rất là đơn giản, nhưng tuy nhiên chúng ta cũng chú ý thực hành một chút, bởi vì là có những lúc chúng ta không để ý. Chú ý đây là cái hàm hợp, thì hàm hợp thì ta có cái phép đạo hàm như vậy. Thì ta thay cái đạo hàm vừa rồi vào phương trình ban đầu, ta sẽ được biểu thức từ đây, ta sẽ tính được ra đây, và ta sẽ tìm được cái phương trình là 3vz trừ đi 4v bằng mz. Như vậy thay vì tìm nghiệm u phụ thuộc xy thì tôi sẽ tìm v phụ thuộc vào vk và z, và cái phương trình này là phương trình chỉ phụ thuộc vào một biến z thôi, còn biến v ấy, biến v kép thì nó phụ thuộc ngầm, tức là nó coi như đấy là một hệ số tự do, à một hệ số tham số. Để giải cái phương trình này tôi sẽ tìm được ra là dùng cái phương pháp biến thành số đây, thì tôi tìm được ra v thì bằng c nhân với m 4 phần 3 z. Cái này dễ giải đơn giản, tôi bỏ cái dấu m z đi, thì tôi sẽ được là một phương trình thuần nhất. Và đây phương trình này là vz, 3vz trừ 4v bằng 0, thì ta sẽ tìm được là v thì bằng c nhân m 4 phần 3 z, đúng không? Và bây giờ tôi tìm cái cv kép bằng một hàm cho biến z, thì tôi sẽ tìm thế này, tôi sẽ tìm được ra là 3 nhân với cả v kép là omega phẩy z thì bằng m z, và ta tìm được ra là omega z thì bằng trừ m trừ 1 phần 3 z. Được chưa? Và nếu mà tôi có cái omega z đây rồi thì tôi sẽ thì cái này chính là một nghiệm riêng của phương trình. Tôi sẽ tìm được ra v sẽ bằng là c v kép nhân với cả e mũ 4 phần 3 z trừ đi 3 z. Để ta thay vào, mọi người thay vào thì ngay. Có nhanh quá không ạ? Hình như hơi nhanh đúng không? Mọi người có thể ghi chép lại, hoặc là mọi người có thể là xem thôi, tại vì cái file này tôi cũng sẽ chỉnh lại bổ sung thêm một số cái phần liên quan tới cái phương trình cấp 2, và tôi sẽ gửi cho mọi người giống như các cái slide trước. Thì thay vào tôi thay ngược lại là v kép thì tôi thay bằng y trừ 2 x, còn z thì thay bằng x cộng y, thì tôi sẽ được phương trình này. Tôi sẽ được nghiệm này, ux y thì bằng c của y trừ 2 z x nhân e mũ 4 phần 3 x cộng y trừ đi e mũ x cộng y. Đó. Thì cái e mũ x cộng y này chính là e mũ x cộng y này, còn cái này nó chính là nằm ở bên phía phải này, đúng không? Trong đó thì 4 phần 3 x gì đây, được chưa? Cách thứ hai là mình tìm được đặc trưng. Thì thay vì giải cái bài toán này là tìm hai bước, thứ nhất là đưa đường đặc trưng này, sau đó là đổi biến này, thì tôi xét luôn một hệ phương trình vi phân thường để là được không đặc trưng, tìm ra để tìm hệ đường đặc trưng là
DI trên X bằng 2. Và trên và như chúng ta biết ở đây cái biến phải này chính là đạo hàm của biến U, của ẩn hàm U theo theo biến X. Nếu như tôi không tôi coi Y là một đường cong tham số hóa theo biến X thì sẽ được cái hệ phương trình này. Thì biến phải phương trình thứ nhất thì sẽ được là Y trừ X bằng C, đúng không? Thì tôi coi tôi đây là một cái kỹ thuật này, giả sử tại điểm không y là đó tôi sẽ co ta đặt cái u không y bằng f y, f là một hàm bất kỳ nhé, cái này là một cái hàm trung gian để ta tính toán nó dễ, thực ra là tính cho nó dễ thôi chứ không vấn đề gì cả. Đây này lát nữa ở bên này này đó, thực ra cũng không cần thiết lắm đâu nhưng để cứ để cho nó cho đẹp thôi. Thì ta thấy này, nếu như mà ta có cái vế phải thế này thì trên đường cong tham sinh mà tham số hóa ấy, ta có là gì, u y là bằng y x, cho nên là tại điểm không y của không thì bằng y không, tôi ký hiệu là y không, thì tôi thay cái biểu thức y không vào đây, tôi thay x thì bằng không, y thì bằng y không, thì tôi sẽ được là y không thì bằng c, cho nên tôi biết là c sẽ bằng y y chỉ số dưới không, và vì vậy thì thực ra thì là y trừ hai x sẽ bằng y không. Đây là biểu thức mà ta cần phải ghi nhớ, vì cái biểu hệ thức này nó là hệ thức để giúp chúng ta giải tìm nghiệm một cách theo phương pháp thứ hai đấy. Thì tôi có cái y trừ 2x bằng y không, tôi sẽ suy ra là y sẽ bằng 2x cộng y không, đúng không? Y trừ 2x bằng y không thì y sẽ bằng 2x cộng y không. Tôi thay cái ông này vào đây, vào cái phương trình này, tôi thế biến đấy, đúng không? Thì coi như là hoàn toàn không còn tí x ở đây, tí y ở đây, tôi sẽ được du trên x bằng 4u cộng với em u x cộng với cả y không 2x, và nó chính bằng là 4u cộng với cả em u x cộng y không, đúng không? Mọi người thấy thì như vậy thì ta thấy là thay vì là một phương trình vi phân thường có hai ẩn, trong đó ẩn y là một ẩn tự do nhưng mà nó lại mang tính chất tham số hóa, thì tôi giấu đi, tôi giấu đi một cách là tôi thay nó bằng 2x cộng y không, thì tôi sẽ được một phương trình vi phân thường thực sự, và tôi không coi u không còn là một hàm theo biến x y nữa mà nó chỉ là một hàm theo biến x thôi. Đấy là tôi coi như thế nhé, tôi sẽ được là cũng phương pháp biến thiên hàm số, tôi tìm u là bằng u không u sao, trong đó u không thì bằng là nghiệm phương trình này, không là nghiệm phương trình này, không có phân này, đúng không? Là du trên dx bằng em u ba x bằng 4 u, thì tôi sẽ tìm được là u không bằng c nhân em u 4 x. Thế còn nếu mà để tìm u sao thì tôi lại dùng gì phương pháp biến thiên hàm số, tôi sẽ đặt cái u sẽ bằng c sao x em u 4 x, thế thay vào đây tôi sẽ tìm được là c sao thì bằng em u trừ em u trừ x cộng y không. Thì ta quay trở lại cái phần trước đây này, ta thấy đây này là 3 v kép này, thì ta sẽ được tìm được là v kép z thì bằng e trừ em mũ trừ 1 3 z, đúng không? Đây đây là e mũ trừ em mũ trừ x cộng y không. Ok, vậy thì ta tìm, ta thay cái này vào, nếu thay c sao vào đây thì sẽ tìm được là u sẽ bằng c của một hàm, c là một hàm nhân biến y trừ 2 x nhân với e mũ 4 x trừ đi em mũ 3 x y không. Thì ta nhớ y không, chú ý lại nhé, y không tôi lại bằng gì, y trừ 2 x, thế thay vào đây tôi sẽ tìm được ra là c của y trừ 2 x em u 4 x trừ đi em u x cộng y, đúng không? Thì cái này giống cái này, nhưng tuy nhiên cái chỗ này này nó không giống cái phần trên. Đây nhìn phần trên này, chỗ này là em u 4 phần 3 x cộng y, bên này là c trừ y trừ 2 x em u 4 x, đó thế thế. Nhưng thực ra nó là như nhau, bởi vì đây này, sau khi tôi thêm bớt 4 x vào đây thì tôi sẽ được là 4 x chỉ cộng 4 phần 3 nhân y trừ 2 x. Vậy thì em mũ y trừ 2 x thì tôi lại cho vào trong cái c này được, đúng không? Vì c là một hàm bất kỳ phụ thuộc vào biến y trừ 2 x này. Đấy thì nó rõ ràng cái phần này, cái xin lỗi, cái thì cái này với cái này là một, đúng không? Hai cái biểu thức này thực ra nó là một. Đây đó là c nhân y trừ 2 x em mũ x và cái này và c y hay y dưới em 4 phần 3 x cộng y thực ra là một. Như tôi nói lần trước với mọi người, tức là tùy theo cái mục đích sử dụng của cái mục đích sử dụng, tức là cái điều kiện ban đầu thế nào mà tôi sẽ lựa chọn là c nhân y dưới hoặc là em u đích hoặc là em u x cộng y 4 phần 3 x cộng y, đúng không? Như vậy rõ ràng là nghiệm của phương trình nó sẽ có dạng đẹp như này. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Có ai muốn hỏi gì không? Không đúng không? Cảm giác mọi người có phải chưa muốn hỏi lắm thôi, rồi không sao cả. Tôi sẽ tìm tiếp một cái. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Tôi tìm được nha.
share cái screen một cái đã. Mọi người vẫn đang nhìn thấy cái screen một, tôi sẽ đưa cái bài tập của cái này vào. Đây. Đây là cuốn đây. Hôm trước chúng ta đã làm một số, và tôi đã đề nghị chúng ta làm một số bài tập đấy. Tôi biết chúng ta đã chuẩn bị bài tập chưa? Các bạn nào đã làm rồi và muốn muốn trình bày, tôi có thể gọi một bạn lên để trình bày được không? Bạn nào có thể xung phong lên trình bày được không? Bạn nào đã chụp rồi chẳng hạn, xong rồi là thì tôi có thể share cái màn hình cho mọi người. Tôi share nha. Bạn nào xung phong lên được không ạ? Một bài bất kỳ thôi. Thì những cái này tôi sẽ ghi lại, xong rồi là tất cả những cái này vì chúng ta là online cho nên là tôi đều đã ghi lại, thì tất cả những cái ghi lại này sẽ là căn cứ để chúng ta có thể là tính điểm chuyên cần thì là vân vân. Mình dặn nhé. Đây, tôi có cái bài tập cho mọi người thử xem này. Cái file bài tập tôi gửi mọi người là tương đối nhiều bài tập và tương đối nhiều bài tập đã được giải. Tuy nhiên cũng tương đối nhiều bài tập chưa được giải. Nên tôi rất hy vọng là chúng ta sẽ dành thời gian chúng ta giải bài tập đi. Trong cái phần này tôi nói lại là phần này có nhiều cái chưa đúng nhé. Tôi phải nói luôn với mọi người là có những cái tôi giải ra nhưng mà tôi chưa kiểm tra lại. Ví dụ như cái bài này chẳng hạn. Bài B này chẳng hạn. Hôm trước tôi là thiếu dấu trừ đây này. Đấy, thì mọi người những cái lỗi nhỏ này là mọi người tìm cho tôi và ghi lại cho tôi, sau đó thì là phản ánh lại tôi sẽ chỉnh lại. Thì những cái này là tài liệu tôi sẽ cập nhật hàng năm mà, cho nên là tôi sẽ chỉnh lại cái bài đấy chẳng hạn. Bài này chẳng hạn là cái phương trình này thì mới có nghiệm là không có nghiệm, chứ cái phương trình mà tôi vừa đưa ra này thì nó là có nghiệm. Đó, đây này, thì cái này nó ra cái này. Bạn nào có ý kiến được không? Bạn nào có tôi chia sẻ được không? Anh xung phong lên đi. Thế thì tôi gọi nhá. Tôi gọi được không? Tôi cũng chưa, hôm mấy hôm vừa rồi tôi hơi bận nên chưa vào trong classroom, nhưng mà không rõ là các bạn đã nộp bài tập chưa. Nếu các bạn đã nộp rồi thì tốt, thì tôi cũng sẽ có căn cứ đi. Tôi xem dễ hơn. Bạn nào xung phong không? Không à? Không ai à? Không lên đi. Không ai à? Thì chúng ta có khó khăn gì khi mà làm bài tập này không? Không ai à? Hay là mọi người đi đâu hết rồi? Để cho tôi dũng lại không Alo. Tôi có gửi cho mọi người cái phần hỏi nhanh chấm quả thì không biết các bạn có làm bài đấy không, các bài tập đấy không? Tôi xem thử xem nha. Hỏi nhanh chấm quả, câu trả lời. Có một vài bạn làm được. Thế không có câu trả lời nào thêm cả. Thế bật sang rồi. Alo. Hãy thử bạn Nhi nhé, bạn Nhi xem bạn Nhi còn đang sửa cái gì chưa? Alo bạn Nhi đâu?
Alo. Em thấy em chưa kịp làm ạ. Chưa kịp làm cái gì à? Thế bạn nào làm rồi nào? Thế bây giờ mình kia là À, bảo em thấy cái phần mà em làm rồi em up lên cái link drive rồi ạ. à, thế thì em có thể share một bài của em lên đây không? Em chỉ trình bày không? Vợ thì thầy đợi em một chút đó. À để em chưa là ừ, em cứ làm đi không, không chúng ta có thời gian. Tôi thấy tương đối nhiều bạn nội áp lên rồi không? Tôi nhìn thấy nhiều bạn áp lên rồi này. Cả là có bài Mùi Quốc này, Bùi Thị Phương Thảo, Đặng Hoàng Tuấn, Đinh Khánh Nam, Đỗ Nguyệt Hà, Đỗ Phương Nhi. Ừ, có rất nhiều bạn đã đưa lên đây rồi. Ok, tôi cảm ơn. Đây, tôi đã nhìn thấy rất nhiều bạn đưa lên đây rồi. Đúng không? Nguyễn Đăng Hoàng, Nguyễn Thiên Hoàng, Trần Thị Thơm. Các bạn cứ đưa thoải mái nhé, đưa tất cả các thông tin lên, đưa đưa cái phần bài tập lên nhé. Không ngại gì đâu. Em có gì này? Em với thầy em muốn hỏi một tí. Vâng ạ, em nói đi ạ. Là tuần sau nộp bài tập cho thầy là nộp giấy hay là Được gọi gì cũng vẫn được, up lên? chúng ta nộp bằng cái gì cũng được, up lên cũng được, up lên thì tốt là tôi Tại có vì thể có đi có bài tập là hai buổi thì up hết lên trên up hết Google lên, Class được. Lên cái Class link Drive vào đấy cũng được ạ. được. Được được, cái mà tôi vừa gửi cho mọi người đấy, bài tập 02, 03, 2011 đấy, 2021 tôi vừa gửi cho mọi người xem đấy. Còn cứ đưa Dạ hết vâng lên ạ. đấy. Deadline là trước thứ sáu tuần sau ạ. Deadline là trước thứ tư chứ nhỉ? Tôi nhớ là thứ tư mà, thứ sáu chúng ta kiểm tra Tại em rồi. thấy thầy để thứ Thứ sáu cũng được, không sao cả, tôi thì thoải mái, vì là cái này là bài tập, chúng ta là bài tập thực hành của chúng ta. Thế ra quan điểm ạ, rõ ràng là em đây là hỏi thầy bài tập thực hành của mọi người. Đây, vâng, tôi Nguyễn Đăng Hoàng đây. Giải phương trình thuần nhất, vâng, tôi xem thử nhá. Tôi đang làm đơn thử bài này nhá. Đây này, đưa phương trình về một hàm V chủ chỉ theo D này. UXT DBT bằng UXC DXC cộng D, ok. Như vậy thì ta có là DV trên DT bằng 0, DX trên DT bằng 2. Ta được C bằng XC chữ 2D đúng rồi. Nghiệm phương trình này là F của XC chữ 2D. Vâng, chính xác đúng không? Đây là đấy. Thế thôi, đơn giản thế thôi mà. Đây UT cộng với cả UX bình phương. UX bình phương là UX. Đúng rồi. Nghiệm tổng quát của phương trình là đấy. Chúng ta chỉ làm theo kiểu này là được rồi. Thế còn T thì sao ạ? X bằng 0 là nghiệm của phương trình. Không phải nhá. X bằng 0 thì nghiệm của phương trình là đây, cái này không phải như thế này mà. Đây, tôi phải viết là đăng để comment vào đây tôi sẽ comment vào đây này. X bằng 0 thì nghiệm của phương trình sẽ là gì ạ? U là bằng UT bằng 0 đúng không? UT bằng 0. Suy ra là U sẽ bằng gì ạ? U sẽ bằng U là bằng cái đích gì đúng không? Và U bằng X thì chỉ bằng U của 0. Vậy thì suy ra là U là bằng hàm số. U là bằng hàm số. Comment nha. Đấy. Còn T bằng 0 thì sao? T bằng 0 chả có ý nghĩa gì cả. Bởi vì là T bằng 0 thì U thì nó trên cái đường X bằng 0 thì nghiệm nó là một hàm số phụ thuộc vào biến T đúng không? Nhưng mà cái X thì bằng 0 rồi, cho nên là đây này, ta nhìn cái này này, nó chỉ có một hàm số duy nhất thôi, U là mu không thôi đó, một hàm số duy nhất. Về hàm số đấy là hàm số nào thì tôi không cần biết, bất kỳ hàm số nào được hết, thay vào đây ta thấy như thế. Còn nếu mà t bằng không thì không có ý nghĩa, bởi vì t bằng không nó không có là tham gia với vai trò hệ số đây, mà nó tham gia với vai trò biến số, nên là nó sẽ đóng vai trò như là ông nghiệm của phương trình thôi, ta hiểu không? Ta thấy cái sự 6 test 1 thầy dặn rồi Hoàng ơi, vâng. À, tôi nói rồi đúng không? Tôi tí nữa tôi sẽ nhắc lại không vấn đề gì cả. Còn người chưa quen thì tôi sẽ nhắc lại. Như vậy thì ta thấy nhé, bạn bạn Nguyễn Đăng Hoàng này. Tôi giải thích luôn đúng không? Đây thì cách làm của tôi như thế này đấy. Nếu mà tôi Thầy đủ thầy đó chưa người ta. xem màn hình thế ạ? Sao ạ? Alo. Thầy chưa xem màn hình thế ạ? Nên là thầy nói bọn À, em không hiểu. xin lỗi. Rất xin lỗi. Đây vâng đây. Tôi nhắc lại nhé, bài của bạn. Đây là bài của bạn Hoàng đúng không? Ta nhìn thấy bài của bạn Hoàng chưa? Oh, đây là tôi xem màn hình một đúng không? Đúng rồi, xem màn hình một đúng rồi. Đó. Thế nhớ bài của phương trình của bạn Hoàng, Nguyễn Đăng Hoàng này.
giải phương trình đến tính cấp 1 này, không phải gì này. Phương trình thứ hai này, ut cộng x bình phương của x này, thì ta có là cái phương trình đặc trưng là dx trên dt bằng x bình phương. Và ta chia hai trường hợp, thứ nhất là x bằng 0, chúng ta chia ngay trên đầu đây này. X bằng 0 thì ta có là nghiệm của phương trình sẽ là gì? Là x bằng 0 thì cho ut bằng 0, không? X bằng 0 thì cho này mất này. Còn ut bằng 0, ut bằng 0 tức là u là một hàm phụ thuộc vào biến x gì? Mà cái x chúng ta đã bằng 0 nên là u là một hàng số. Hàng số nào thì không quan trọng, bởi vì là một hàng số bất kỳ là đều được nghiệm phương trình mà. Đó, cho nên bây giờ t bằng 0 không có ý nghĩa. Bạn hỏi là t bằng 0 thì sao ạ? Đó, t bằng 0 chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì là t bằng 0 nó không đóng vai trò như là một cái hệ số ở đây, mà nó chỉ đóng vai trò biến số thôi. Nó phân biệt hai cái đối tượng nhá, biến số thì là nó sẽ thay đổi đúng không? Còn hệ số tức là nó sẽ đóng vai trò ảnh hưởng đến cái biểu thức của phương trình này, hai cái khác nhau. Ý khác không, người ta thấy là một trên x bình phương dx bằng dt, ta sẽ suy ra là kiểu này đúng không, trừ một trên x bằng t, không cần c thế nào được, ta muốn chọn c thế nào được, không cần phải cộng không phải trừ, ta sẽ được là c sẽ bằng t cộng một trên x, và ta thực nghiệm phương trình này sẽ có dạng là x bằng f của t cộng một trên x đúng không. Đấy, như vậy bạn làm rất là cẩn thận này, các thiết tình cần thế này thôi, cẩn thận này, nhưng không cần quá cẩn thận này, cẩn thận quá thì người ta có thời gian, nhưng chúng ta không cần cẩn thận đến mức độ này, đến đây ta có thể tính luôn ra được. Ví dụ đây chẳng hạn, cái này không quan trọng, t bằng kp cũng được, t bằng kp thì nó vẫn ở đây thôi, t bằng kp cho ut bằng vẫn là một cái biến, không sợ, nó chỉ trường hợp nó bị triệt tiêu một cách ghê gớm thôi, chứ còn t bằng kp thì nó sẽ đây nhá, giả sử như t bằng kp thì ta thấy là u của t bằng 0, cho nên là t sẽ bằng c sẽ bằng một hàm biến x, thì nó biết đây chính là một hàm biến x đúng không? Đấy. Trừ trường hợp là nó làm cho cái phương trình nó bị trở nên bất thường thôi, ví dụ như là x gì, hoặc là khi nào mà t nó bị cái biểu thức đấy nó thành biểu thức gián đoạn chẳng hạn, đúng không? Cái hàm đấy nó bị gián đoạn từ điểm đó. Đây đấy, trên dt bằng cái này ta tìm được ra là x gì trừ cos t bằng x gì bằng trừ cos t cộng c, cho nên là nghiệm phương trình sẽ là f x gì bằng f của x gì cộng cos t đúng không? Thế thôi. Bây giờ nếu giả sử tôi hỏi nhá, bạn Hoàng có đây không ạ? Alo. Có. Bạn Hoàng đấy nhá. Bây giờ tôi hỏi một cái nhá, trong trường hợp đó mà f là điểm x gì không ấy, x gì không bằng bằng gì nhỉ? Nếu đây tôi vẽ rồi nhá. Nếu mà f của nếu mà u của x gì không bằng x gì mũ 2 thì ta suy ra là u x gì t bao nhiêu, chúng ta có biết không, chúng ta làm nào, không có t tất cả bình ạ, bằng bao nhiêu u x gì không bằng x gì bình phương nhá, thì ta suy ra cái gì ạ, phải suy ra gì, suy ra là f của x gì không là gì, x cộng 1 đúng không, bằng x gì mũ 2, thì phải suy ra cái gì, cho f của x gì bằng bao nhiêu, bằng x trừ 1 tất cả mũ 2 đúng không, vậy thì cho x trừ t sẽ bằng gì ạ, bằng x trừ 1 tất cả mũ 2 cộng với cả cos t, đúng phải không ạ, có phải không, hay là có phải không nhá, tôi đang hỏi mọi người đấy nhá, bằng gì ạ, x cộng với cả cos t trừ 1 tất cả mũ 2, mà cái nào thì đúng không, cái trước cái sau, u này suy ra nhá, giờ hỏi này, thế các bạn không trả lời thì tôi đây là u này, đây là u này, đây là v này, ông nào đúng đây, u hay v, các bạn chọn thử xem, 50-50. Bạn nào đoán đúng và nó nhanh lên tặng một bút chì. Không ai trả lời à? V đúng không? V đúng đúng không? Vâng, chính xác, V đúng. Bạn nào vừa nói đi ạ? Là em ạ. Em là ai? Nhi ạ. Nhi ạ, vâng, đây có 3 bạn trả lời đúng là bạn Võ Thị Hường, bạn Lê Khánh Ly và bạn Nhi đúng không? Vâng, thì ba bạn đồng thời tôi sẽ tặng mỗi bạn một bút chì nhé. Hôm tới thứ tư nhớ nhắc tôi, hoặc thứ tư, thứ sáu tôi sẽ tặng các bạn.
Cảm ơn các bạn. Đấy, thế đơn giản đúng không? Đấy, như vậy thì với trường hợp là ấy thì ông U này tôi phải xóa đi đúng không? Để cái U đây là rất nguy hiểm này. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Đấy, nhìn thì thấy là có những cái mà tưởng là nó là thế này nhưng lại là cái khác. Thì với trường hợp mà cái ông này mà là có điều kiện ban đầu như thế này thì ta sẽ suy ra là ta sẽ tìm được một nghiệm cố định, nghiệm duy nhất đúng không? Thay thế cái này bằng cái khác thì ta sẽ được cái khác đúng không? Ví dụ như là cái này mà tôi thay bằng là sin x thì là sin t chẳng hạn thì nó sẽ ra các sin x như một chẳng hạn. Còn nếu như mà bây giờ cái này là u gì không lại bằng là bằng gì đây là t, đây là trừ cos t thì bằng cos t mũ 2 là trừ thế cos t tất cả. Thì suy ra là ta có suy ra được cái gì không? Ta sẽ được cái gì nhỉ? F của x gì bằng trừ cos t cho nên là trừ cos t. Còn t thì là t đúng không? T thì vẫn t đúng không? Cos t. Còn cái này bằng gì? Bằng F của 0 và bằng cos t. Thì cái phương trình này phương trình gì ạ? Phương trình này vô nghiệm. Đúng không? Vì rõ ràng là một hằng số không thể là một hàm số được, cho dù cái hàm số đấy nó có mạnh đi thế nào chăng nữa thì nó vẫn không thể nói được. Và thì suy ra là không có, không tìm được nghiệm của phương trình của bài toán khi điều kiện Cauchy cho trên đều đặc trưng, đúng không? Cái này tôi nhắc lại là giống như hôm trước tôi đã nói rồi đúng không? Và trường hợp mà cho trên đặc trưng mà đạt được chỉ khi nào mà cái này là một hàng số thì mới đạt được đúng không? Đó. Bài toán chỉ có nghiệm nếu điều kiện đầu đó là gì ạ? U của vẫn bên phải nhá, trừ cos t t bằng một hàng số a. Khi đấy thì hàng số a là chính là bằng f phần đại điểm không đúng không? Đó, người ta tìm được hàm f rồi thôi. Và như vậy thì khi đấy suy ra là nghiệm sẽ là nghiệm là u x t bằng hàng số cho bằng a đúng không? Ta thấy nó hay không? Mặc dù nó trông nó hình hầm hố như này nhưng thực ra cuối cùng ta thấy là nó chỉ là cái này thôi. Đúng không nào? Được chưa? Được chưa? Đấy. Bài này tương tự nhé, em chỉ bình phương này. Nhưng em chia x t rồi cho t có được không? Em muốn chia x vuông, cái này hiển nhiên là khác không rồi. Cái nó đúng không? Cái này chỉ trường hợp x biến vô cùng thì mới là khác sợ còn không. Chúng ta thấy điều đấy. Đấy, nhưng cái này rất là dễ. Mọi người có thể tham khảo bài của nhau được. Tôi thấy là tôi chỉ cần chữa bài là các bạn khác automatic mà chọn lựa thôi. Đây, cái bài này là bài bạn làm thầy ơi. Dạ. Cho em hỏi cái câu C này tính tích phân kiểu gì ạ? Câu C nào? Của bài 1 ạ. Bây... Vâng, cái đoạn phần đó không tính được tích phân này ạ. Bài nào? Ý C của bài 1 ạ. Ý C của bài 1. À đúng rồi, chính xác. Bài nào tìm được không điều tính đấy được tích phân này ạ? Tớ tự mở lại nhé. Bài này đúng không nhỉ? À không phải bài này. Tớ mở lại. Chờ tôi một chút nhé, từ trước ở dưới tôi vừa mở ra sao. Cái này này đây chứ, đây chứ, đây đúng không? Bài này gì ạ? Có phải bài này đúng không? À, từ từ xem.
Y4 thôi à? Em muốn chửi Tích chỉ phân ở quân. bên kia không tính ra được. Bài này là em muốn chửi Sì Phương đúng không? Có thể là em muốn chửi Sì Phương, em chửi tên đúng không? Để xem lại, nhưng bài đấy không tính được đâu. Tôi nhớ là bài đấy tên đã thử tính rồi nhưng không tính được. Đúng rồi, bạn chính xác đấy. Mình là chính xác. Nó sẽ ra một cái chuỗi, ra nó ra một chuỗi, chuỗi sau đó là người tích phân làm sao. Bài này không tính được đâu, thực sự không tính được. Đấy thì thực ra những cái bài có những bài ta không tính được, đấy là khẳng định luôn. Ví dụ bài này chẳng hạn là bài không tính được này. Xem bạn 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 tính thế nào nhá. Ở đây bạn bỏ trống cái này, y bằng cái này chính xác đấy. Đây, đâu rồi nhỉ? Tôi đã tính thử rồi, nó sẽ ra. Này, tôi thử tính một vài bước cho chúng ta thấy nhá. Đây, tôi viết rồi đây. Thế bạn Hà bạn ấy bảo là bạn ấy dùng khai triển Taylor bạn tính được thế ạ? À vâng đúng rồi, nó là thực ra nó là một cái khai triển, nhưng mà khai triển đấy nó chỉ tính trong một chuỗi, thực ra nó là một chuỗi. Thế nhá, nó sẽ ra là gì ạ? Nó sẽ ra là bằng cái tích phân nó sẽ là gì ạ? Là tính một hồi nó ra là thật ra nó sẽ bằng là tích phân này, tích phân từ tích phân của e mũ trừ xì mũ 2 nhân với cả dx xì, và cái này còn chia cho x xì đúng không? X mũ trừ x xì này. Thì các bạn nó sẽ là bằng cái phần nó sẽ ra một cục, nó sẽ bằng là đến một đoạn nhé, tôi tính một hồi thì nó sẽ ra là em mũ chứa xì log gan của x này cộng em mũ chứa xì nhân x log gan của x trừ đi em mũ chứa xì nhân x bình phương, và cộng thêm cái tích phân nữa. Cái tích phân đấy lại tính tương tự như cái kia, tức là lại một hồi, cho nên là cái tính này là tính được là chính xác, các bạn nói đúng đấy. Ở đây có mấy bài không tính được đấy, chứ không phải là một bài không tính được đâu, nên là yên tâm. Tất nhiên cái bài mà không tính được chúng tôi cũng sẽ không dùng để đi kiểm tra các bạn làm gì cả, vì cái đấy nó sẽ gây khó dễ cho mọi người, yên tâm nhé. Bạn nào mà tính được rồi thì là vô lý đấy. Các bạn làm nhiều trường giải thích làm tốt, thế thì thật ra là tốt. Rồi cái bài thế này, có một bài này này, bài này này, bài ba này, các bạn tính thế nào? Tôi xem các bạn tính thế nào. Rồi nghiệm tổng quát thế này. Nhưng mà ta phải chú ý một điều nhé, là nó sẽ có cái gì nhỉ, cái hàm nó sẽ không xác định tại cái trường hợp x chỉ âm đúng không? Đấy, cho nên là ta phải có cái đoạn này này, x chỉ bằng cái này. Đấy, thì nó sẽ chia làm hai hai nhánh, nhưng mà chú ý là hai cái nhánh này nó sẽ phụ thuộc vào x và t. Đấy, cho nên là mọi người phải phải nhớ là trước cái bước này thì ta nên có một bước là bước thác triển cái hàm này, ta gọi là thác triển không, để cho nó xác định trên toàn trục số đi. Thì khi đấy thì ta lại có giả thiết nữa là tại cái điểm x bằng không hoặc là t bằng không thì cái hàm số sẽ phải bằng không, để hai cái đấy nó trùng vào nhau, chứ nó không kinh nghiệm nó sẽ bị gián đoạn đấy nhá. Ví dụ ta phải nhớ là h x gì, ví dụ phải không có giả thiết là h không phải bằng g không bằng không nữa, thì cái đấy mới là cái cuối cùng. Còn nếu mà h không mà khác g không thì là ta sẽ, và khác không nữa thì ta sẽ không không có được cái mà chúng ta đang nhìn trên bảng trên bài này đâu. Cái này đúng, bạn Hòa bảo là chính xác, tức là ta sẽ chia làm hai trường hợp này. Ta có tính là t trừ x trên c hoặc là chính là x gì trừ ct cũng được, không vấn đề gì, ta là như nhau thôi. Để ta sẽ xong một bạn khác tương tự như thế nhé, bạn Hạnh này. Trên bạn Hạnh bạn có xung phong nào đồ này không? Ở đấy bạn cũng tính ra tích phân này đây, trên tích phân này đây mọi người tôi nghĩ là mọi người đều tính ra được kiểu này. Chưa? Chuẩn luôn đây, tôi thấy mọi người đều 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 có cái điều này. Nên ta nhớ một điều nhất là đặt điều kiện đấy nhé, nó là điều kiện những cái hàm số này không thì là nó sẽ không chuẩn đâu. Bài 3 giải bài toán Cauchy của phương trình không chuẩn nhất.
Nếu vậy thì về cơ bản tôi thấy mọi người cũng làm hết đúng không? Thế thì mọi người làm rất là cẩn thận. Nếu hôm tới nhưng mà có bản này trên tay thì càng tốt. Rồi đây, cái bài 4 này là bài chúng ta thử xem nhá. Kiểm tra hàm số này là nghiệm của phương trình này. Rất đơn giản thôi, thực ra rất đơn giản thôi. Ta thử thay một phần là ta thấy ngay. Ux bằng cái này, Utt bằng cái này, ta sẽ tìm ra. Nhưng câu hỏi thứ hai thì như bạn chưa làm đúng không? Bạn này chưa làm đúng không? Thế bạn nào làm được bài câu hỏi thứ hai không? Câu hỏi thứ hai luôn. Đây, câu hỏi thứ hai đây. Đây, một cái hình thức người ta ký hiệu bên trái của phương trình là toán tử D'Alembert này. Đây, cái toán tử này là vuông thì gọi là toán tử D'Alembert. Mang tên của ông D'Alembert là nhà toán học và nghiên cứu đề xuất ra cái việc nghiên cứu về phương trình chuyển sóng này. Bạn đang chuyển phương trình trên thành tích của hai toán tử vi phân đến tính cấp 1, từ đó sử dụng một phép biến đổi thích hợp để đưa phương trình về hệ hai phương trình trên tính cấp 1. Các bạn nào làm bài này? Con nào làm được không? Bài này rất đơn giản, thực ra nó một bài bài tính toán gọi là tính toán hình thức đấy. Các bạn nào đã làm được thử cho tôi thử. Nhưng là đã trong drive rồi, các bạn nào đã làm thử cái này chưa? Tôi chưa xem hết rồi. Tuần vừa rồi là tôi đang có mấy cái thứ phải làm nhưng mà chưa xem được cái bài của các bạn. Đây, chúng ta mới chỉ là kiểm tra thôi đúng à, bạn chúng ta Thế gửi là thầy show bài của bạn Phúc đi ạ. bạn Thì như nào vậy là bạn Phúc bạn Hồng Phúc ạ. Hồng Phúc Hồng Phúc không có. Ở bên dưới này ạ. À. Đấy, đấy. Đâu Thì trên bạn trường một chút đó. Trần Thị Thơm với Đăng Hoàng, Trần Đăng Long, bạn Trang, bạn Phượng, bạn Trường, bạn Xoan, bạn Đào, à đây rồi, Hồng Phúc đây rồi, Hồng Phúc, Vâng. đây, vâng, đây, vâng, đó là bài tập thực hành từ 12 trang của bạn, nhiều nhiều. Nếu chúng ta gõ được tách thì hay, nhưng khó quá. Đây, đúng. Đây, Logan đây, vâng, bạn làm đây đúng rồi, kiểu này đúng rồi, chính xác rồi. À, này, nhưng mà đấy thì khổ cái chỗ là phải tính cái này đúng không? Nhưng cái này là chắc các bạn đã học rồi đúng không? Bạn nào đã học rồi, chúng ta đã học cái chuỗi Taylor rồi đúng không? À, đúng, học rồi nhỉ? Chúng ta học năm thứ ba rồi đấy nhỉ? Tôi xin lỗi, tuần học kỳ trước tôi lại dạy các bạn năm nhất ra là tôi nhớ nhầm. Tôi xin lỗi các bạn. À, đây nha, để bằng cái này. Đấy, tôi nhớ nhá, đây này, bạn nhìn mình xem này, FZ bằng H trừ Z. FZ bằng GZ trên C thì ta phải có cái điều kiện để hai cái này nó trùng với nhau, tại vì cái nghiệm của phương trình này nó là một nghiệm gì ạ, nó là một nghiệm trơn cho nên nó phải có ít nhất phải khả vi nữa cơ. Đấy, nhưng chúng ta chỉ cần cái điều kiện cái hàm này, hai cái hàm này hàm bất kỳ, lấy cái điều kiện là hai cái hàm này nó đủ trơn với nhau, tức là ít nhất nó nối với nhau tại điểm không đó. Đó. Đây, vâng, bạn làm đấy đúng rồi, chuẩn chuẩn luôn đấy. UTT bằng cái này, D DALAMEU thì bằng D2 này và nó được viết dưới dạng này. Đó, đúng rồi, chuẩn luôn. Đó. Vì sao ta có cái này? Bởi vì là khi ta nhân này, nhân lên là một hình thức này. D D trên DT nhân với D trên DT, nhân thi kiểu nháy nháy nhé, thì bằng là D2 trên DT bình phương. A với A là A bình phương nhân với cả D trên DX bình phương đấy đúng không? Còn cái này nhân với nhau thì chỉ tiêu với nhau, đấy, vậy là bằng cái này. Còn tức là cái này là VK thì ta sẽ được là DVK trên DT trừ A DVK trên DX bằng 0. Đó, đúng rồi. Vậy thì ta được phương trình này. Phương trình này thì ta sẽ được là đây chính là phương trình cấp 2 và bên phải là một hàm thì sẽ được cái này. Chuẩn luôn đấy, đúng rồi, cảm ơn em. Đấy, đúng rồi, cái này là đúng rồi. Thì cái này chính là phương trình chuyển sóng, thì ta thấy rõ ràng cái cách nghiên cứu của phương trình chuyển sóng, một trong những cách mà tìm nghiệm phương trình chuyển sóng chính là việc mà đưa nó về dạng phương trình di chuyển. Thì bản chất của nó vẫn là dịch chuyển đúng không? Dịch chuyển của một cái chất điểm thì nó sẽ dịch chuyển theo theo một hướng thì hai hướng. Đấy. Và cái tốc độ dịch chuyển nó kiểu khác thì là nó sẽ thành ra là nó vừa dịch chuyển nó vừa dao động dọc này, nó vừa dao động ngang, cho nên là nó sẽ có dạng là dịch chuyển đấy. Nếu bài cho điều kiện cô suy thì tìm được khác, chính xác luôn bài đấy. Như vậy ta thấy này, bạn Húc, bạn Phúc có comment là nếu bài cho thêm điều kiện cô suy thì tìm được khác.
nếu mà phải có hai điều kiện oxy cơ thì mới tìm được. Đấy, chứ nếu mà chỉ tìm được tại vì là đây phương trình cấp 2 trên đang phải có hai điều kiện, chứ một điều kiện là không đủ, đúng không? Và cảm ơn Phúc, Phúc làm rất chính xác. Đấy, chúng ta có thể làm này, chúng ta có thể gì nhỉ? Chúng ta copy, tôi có lẽ chúng ta sẽ, tôi sẽ để một cái file này, cái thư mục là bài tập này, xong rồi mọi người copy theo kiểu tên của mình này tiện hơn. Đúng, thì tôi sẽ theo dõi trên hai cách chúng ta làm cái nào được. Tôi sơ qua mấy cái bài như vậy thì thấy có rằng mọi người là cũng rất là nhanh nhẹn làm được, nhưng hình như chưa hết, chúng ta mới được có. Không được nhiều lắm đúng không? 37 bạn. Nếu chúng ta có mà 37 bạn thì chúng ta cố gắng nhá. Chúng ta cố gắng là chụp lại màn hình, là chụp lại file và gửi lại cho tôi, hoặc là chuyển file PDF gửi lại cho tôi để cho tôi có căn cứ tôi theo dõi, đúng không? Thế còn bài này thì nhóm 8 là sang thứ mấy nhỉ, thứ tư tuần sau sẽ trình bày nhá. Thì các bạn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để tiêu diệt các bạn đi, không thì là các bạn đi được giải thưởng đấy. Đấy nhá, giải thưởng sẽ trao luôn trực tiếp trên lớp luôn, hoặc là chúng ta sẽ để dành đến cuối năm, tùy các bạn, tùy chúng ta lựa chọn, đúng không? Rồi, thế bây giờ chúng ta sang phần thứ hai, slide thứ hai, hôm nay không phải slide này. Thì tôi nhắc lại phân loại phương trình thứ hai, ta có ba phân loại là phương trình hyperbolic, phương trình parabolic và phương trình elliptic. Thì chúng ta đã làm bài tập của phương bài tập hai này chưa? Bài tập thứ hai này chúng ta đã làm chưa? Như chưa đúng không? Có thể chơi bạn nào gửi bài tập thứ hai mà gửi luôn. À, bạn làm chúng ta gửi luôn vào cái kia cũng được. Chúng ta gửi luôn vào cái thư mục mà tôi gửi cho mọi người cũng được. Chúng ta gửi vào cái tên của mình ấy. Nhá. Mọi người cũng cái này trên rồi, tôi nhầm cái này nó là x u nhân với cả u đạo hàm riêng thêm biến x nhé, u x chứ không phải là x. Thì ta chia cái thứ nhất là phương trình này, phương trình có hệ số hàng này, phương trình thứ hai là phương trình có hệ số biến thiên này. Thì ta nhớ một cái điều, hệ số biến thiên là nó sẽ có những cái phần đạo hàm riêng tuyến tính cấp 1, đạo hàm hạ đạo hàm riêng cấp 2 nó không khác không, nó khác không, nên là người ta phải tính toán cẩn thận các cái phương trình có hệ số biến thiên thì cần chú ý các cái hệ số hàm riêng cấp 1 nhé, là u nhân x này nhân với cả từ c x này, u x nhân với cả từ c y này, đấy đúng rồi, chúng ta chú ý như thế. C này nhân với cả C Y này, đó kiểu như thế nhá. Đấy, mọi người chú ý như thế để nhớ đỡ quên. Thì khi đấy thì cái hệ số đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái những cái việc phép đổi biến. Thì ở đây tôi có một cái phần bài tập tôi đã gửi mọi người rồi đúng không? Ở trong này tôi đã có một số đề giải rồi, mọi người cứ có thể tham khảo để làm bài tập của mình. Cái đầu tiên tôi sẽ đúng không? Ví dụ bài này chẳng hạn. Đây, cái bài này là một bài tương đối kinh điển, ta có thể tham khảo thường xuyên. Ở đây thì ta xét cái phương trình có dạng là mọi người đang nhìn thấy cái màn hình số 1 đúng không? Tôi đang màn hình số 1 rồi. Rồi. Đấy thì thứ nhất là tôi xét cái phương trình đặc trưng. Tôi xét phương trình đặc trưng, tôi sẽ tìm được ra phương trình này. Tôi sẽ tìm ra hai cái nghiệm là y cộng với sin x cộng trừ 2x gì bằng c.
và đặt cursor vào cái này ấy, vào cái này thì sẽ tính được ra là UX và UI đây, đúng không? UX UI đây. Và vì nó là phương trình parabolic nên ta tự động ta nói luôn A1 bằng C1 bằng 0 phải tính, đúng không? Và tính được ra B1 bằng cái này. Tuy nhiên cần lưu ý là cái biến cursor này này. Cursor và eta là hàm không tuyến tính theo biến x gì. Nó là tuyến tính theo biến y nên là cái đạo hàm riêng theo biến y tuyến tính cấp 2 là bằng 0. Nhưng mà đạo hàm riêng theo biến y với x của cursor với eta là khác không. Cho nên nó vẫn còn cái này. Đó. Thế ta thấy được là v ở đây ta có ta tính được là cái thành phần là v cứ si nên cứ si điểm v eta như đấy nó là chỉ tiêu này và hệ số nó sẽ nằm ở trong, đúng không? Mình xin lỗi, đây là ux, đây là ux nhé, đó ux nhé. Đó, tôi bỏ cái x đi nhé. Đó, được chưa? Hệ số nhận được sau khi tính toán này sẽ được bổ sung vào cái hệ số của v cờ xin và v eta tương như thế. Đấy, mọi người tính vào thế này sẽ ra cái kết quả như vậy. Đây, cụ thể thế này. Thì tính lại cho mọi người nhé. Đó, ví dụ nhé, tôi sẽ tìm ra cái phương trình này và là u x này trừ đi hai cos của x u y này trừ đi một ba cộng với cả sin mũ hai của x một này cộng với cả u y này thì y u x bằng không, đúng không? Thế là tính ra là cái được là c thì bằng là y y cộng hai x cộng với cả sin của x và eta eta của tôi là bằng và bằng y trừ đi hai x cộng với cả sin của x, đúng không? Thì tôi sẽ tìm được ra là a một bằng c một bằng không, b một thì bằng trừ tám, đúng không? Trừ tám. Thì tôi tính tiếp là gì? U x thì bằng là hai cộng với cả cos x nhân với cả v là chính trị của x nhân với cả v của c cộng với cả trừ hai nhân với cả cos của x nhân với cả v của eta, đúng không? Đấy thì ta tính tiếp là gì? U ta tính tiếp x nhé thì bằng này. Cái phần trước tôi không biết này, tôi không quan tâm này, đúng không? Cộng này. Bây giờ tôi thấy là mọi người nhìn này, thấy nhá, tôi thấy này, cái đạo hàm cái hệ số này, đây là vì đây là tích của hai hàm, cho nên là khi mà tôi cố định cái vc, tôi không tính đạo hàm thì vc, thì tôi phải tính đạo hàm thì mình cố định, đúng không? Thì tôi sẽ được là trừ trừ sin của chỉ, đúng nào? Và cộng với cả này v eta nhân với cả trừ cộng cos nhé, eta nhân với cả trừ sin của x gì, đúng không? Đấy, như vậy thì ta tương tự như thế, ta sẽ tính được ra là ta sẽ tính được như vậy thôi, đúng không? Ta không tính được ra, ta tính là u của y này thì bằng bằng chỉ là gì, u y tôi chỉ tính được ra bằng u y thôi. Đấy, u y thì là bằng gì ạ? U của c của c, u của c này, đúng không? Cộng với cả gì ạ?
u của beta eta thôi. Chứ ta không tính được thêm cái gì ở đằng sau nữa, đúng không? Ta thấy rõ không? Còn cũng tương tự như bởi vì là đạo hàm thêm biến y lần trước là đến đến hệ số thứ hai rồi mất rồi, đây là thêm nhé. Đây này, u của y này thì bằng gì ạ? Bằng u của c cộng với cả u của cộng v của c cộng với cả v của beta. Đấy là thấy không? Thế bây giờ tôi đạo hàm thêm lần nữa nó chỉ có đủ số đây thôi đúng không? Trong khi là UXX thì đạo hàm số thì nó vẫn còn một cái phần này nữa. Thì cái phần này này nó sẽ ứng với cả cái phần này, nó sẽ ứng với cả cái chỗ này. Rồi thì cái này là bằng 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 chấm chấm đó này. Nó cộng với cả gì ạ? Trừ sin x nhân với cả rồi ạ. V c với cả v theta. Được chưa? Như vậy thì lát nữa nhá thì ta sẽ thấy là cái biểu thức của chúng ta sẽ có dạng là gì ạ? Là gì ạ? B1 này, B1 nhân với cả v của c eta này. Đúng không? Nó cộng này. Đúng rồi, đây là UX thì cái hệ số UX này, UX này sẽ thêm vào đây này và cộng với là gì ạ? Cộng với trừ sin x gì? Trừ trừ sin x nhân với cả v c cộng với cả v theta, đúng không? Và cộng với cả trên nó trừ đi này, y ta vẫn giữ nguyên y này nhân với cả u x nhân với cả gì ạ? Hai cộng cos đây u x đây không. Nếu mà cần đấy là ta vẫn đều tính này, cái b1 thì bằng gì ạ? Hai lần b1 đây là bằng trừ 16 này, đúng không? Đó. Thế bây giờ đến bây giờ ta tính đến lần như vậy thì cái biểu thức của chúng ta sẽ có dạng này chứ không phải là cái dạng mà chúng ta thiếu cái đoạn này đúng không? Chúng ta sẽ bằng trừ 16 p của c eta này. Xong rồi là cộng này. Đó, cộng vào đây thôi. Nên ta phải ghép V của C với eta vào đây. Đấy, V của C đây. V eta đây, đúng không? Đấy, ta ghép lại. Bằng 0. Và ta kết quả ta sẽ được đây. Vâng, có bạn bảo là thầy bày cho các cái lập bảng tính cho nó sai. Thực ra thì cách nào cũng thế thôi. Cái lập bảng tính cũng dễ sai. Thực ra cũng dễ sai. Thế ta cũng làm cả hai cách. Thì kết quả ta sẽ ra như thế này. Ok, đó. Thì thực ra cái phần này chúng ta làm nhiều nó sẽ quen thôi chứ không cũng chẳng có gì là đặc biệt cả. Thì các bạn nào đã thử làm một bài rồi thì ta có thể lên ta chia sẻ tiếp được không? Đấy, tìm nghiệm của công trình. Thì các bạn nào đã thử làm một bài nghiệm công trình, tìm nghiệm của công trình này xem sao. Thì chú ý một cái, tức là cái nghiệm của công trình chúng ta chỉ có thể ta chú ý này. Chú ý nghiệm của công trình biến tính cấp 2 biểu tính nghiệm công trình trực tiếp chỉ thực hiện được với các công trình là có dạng là ba dạng như sau. Nhất là UXC hoặc là UXI không UXI không này, là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai là UXI cộng với cả AUXI không, là dạng thứ hai. Thế nhưng có thêm hệ số bên phải của nó nữa, đúng không? Và dạng thứ ba là UXI cộng với cả AUXI cộng với cả BUI cộng với cả ABU không. Thực ra nó chỉ có ba loại này thôi. Ba dạng này thì cách giải là gì ạ? Là gì ạ? Là phổ biến để đưa về phương trình phương trình cấp một phương trình
cấp 1 đúng không? Tính. Đúng không? Thì cái thứ nhất thì khỏi phải đổi biến đúng không? Cái này thì ta suy ra luôn là gì ạ? Là U sẽ bằng là gì? Gx cộng với cả Hi. Cái này thì là ta tìm ra là gì ạ? Đặt Ux bằng bằng V kép thì ta được thì được là V kép Y cộng với cả A V kép bằng 0. Như vậy ta thấy chuyển phương trình về dạng phương trình cấp 1 đúng không? Cái phương trình này là tôi sẽ đặt là UI với cả A U bằng 0 bằng bằng V kép thì ta suy ra là gì ạ? V kép này V kép x cộng với cả B V kép bằng 0 đúng không? Ta sẽ tìm lại giống như cái bài của bạn Phúc vừa làm lúc đấy, cái ông đời này sẽ đơn giản xong phương trình này sẽ quay trở lại phương trình VA, chính là giải phương trình này. Giải phương trình này thì ta sẽ tìm được ra là U đúng không? Cái bài Phúc đấy. Tất nhiên nói đây thì dễ nhưng mà đến khi mà trực tiếp vào làm thì nó sẽ thực sự phức tạp hơn. Ok chưa? Bài này nó được tất cả đi nhá. Đấy. Thì đối với cái phần trên này thì không nói cái phần này cái này chẳng hạn thì từ giờ trong cổng kênh này nhưng cuối cùng kết quả đưa về là nó sẽ ra là u của v của x v của c eta bằng không này thì quan trọng là ta sẽ tìm ra là bằng g của c cộng h eta thì ta thay trở lại x y cái này cũng thế này cái bài này thì ta sẽ phải gợi ý này sẽ cho chúng ta những cái gợi ý này là cho chúng ta cái phép đổi biến thích hợp thì đưa được phương trình về dạng tìm được nghiệm thôi. Chưa? Ok, thế còn cái phần cuối cùng tôi có trao đổi qua về cái phần bài tập là đối với cái phần giải phương trình bài toán Sturm-Liouville này thì mọi người đã thử làm chưa? Chắc là mọi người làm rồi, làm cũng tương đối rồi đúng không? Thì tôi thấy bạn Phúc vừa mới bàn bảo là câu số rồi, biết là cái câu số này dành cho cái bài tập chương 2 hay là cho cả Sturm-Liouville. Cái này thực ra là giải phương trình viên thường thôi, thì các bạn nào mà đã từng làm phương trình viên thường với cả năm thứ ba rồi chúng ta sẽ chắc cũng có những cái ưa thích gọi là ưa thích nhất định đối với cái phần giải phương trình phân thường ấy thì chúng ta sẽ thấy cái này nó đơn giản nhưng mà cái này rất là quan trọng bởi vì là chúng ta làm bài này ấy, thì ta sẽ giải được cái phương trình đảo riêng cấp tiến đến cấp 2 thì chúng ta có thể chỉ chúng ta thấy một số các cái này ví dụ đây là tôi có cái file của thầy Đặng Anh Tuấn là nói về cái phương pháp tách biến này thì chúng ta thấy là nó sẽ áp dụng cho rất nhiều trường hợp này. Trường hợp này là trường hợp tròn này, hình tròn phương trình Laplace này, vuông này. Cái tách biến ra tách cái phương trình này ra này chúng ta sẽ đưa về giải cái phương trình Sturm-Liouville. Đây rồi. Sturm-Liouville được không? Rõ đây. Không thể nói chủ yếu về cái phương trình và phương tách biến được. Thì không nói về không có tư lưu viên rồi. Ok, không sao. Hôm trước được ta nói rồi. Không có cái phần nào rồi. Không, không có. Thì đây, chẳng hạn trong này tôi cũng nói một số cái liên quan tới không có tích biến đúng không? Đây, cái phần mà tôi vừa giới thiệu mọi người đấy chính là giá trị đường bên hoặc là thực ra gọi là giá trị đường bên nhưng nó sang mồm nhưng thực ra nó là phương trình bài toán Cauchy thôi bài toán Cauchy nhưng mà đây bây giờ các cái điều kiện Cauchy nó không phải là điều kiện tại một điểm x bằng không hoặc là t bằng không hoặc là y bằng không nữa mà là nó sẽ là tại các cái đường mà không phải đặc trưng nếu trên các đường không đặc trưng thì ta sẽ tìm ra nghiệm cố định ngay còn nếu mà trên các đường đặc trưng thì ta sẽ tìm ra hoặc là nghiệm vô số hoặc là nghiệm cố định hoặc là không có nghiệm bài toán tiêu cực viên đây đúng không? Cái cách thức giải này và chúng ta thấy là giải cái phương trình này rất là đơn giản.
Đây có bạn bảo là bạn Phúc bảo là toàn phải xét ba trường hợp phải ạ, dài không phải xét ba trường hợp nhá. Thì cái này chúng tôi đã nói ở trong 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 ấy rồi, trong trong sách rồi, trong sách này rồi. Ta chỉ cần xét trường hợp lambda khác hơn lambda nhỏ không, lambda lớn không thôi, xét lambda lớn không thôi, vì các trường hợp khác sẽ cho là gì ở là x chỉ bằng không này, à là a a bằng b bằng không này, tức là các hệ số nó bằng không hết rồi. Tức là nghiệm tầm thường x gì là tầm thường. Tất cái này chúng tôi đã nói trong trong tài liệu rồi nhưng có lẽ mọi người không để ý, chúng tôi nói đây à, trên trên đây tôi nói đây, trường hợp bằng không ở chợ âm chợ dương này đó. À, đây tôi không nói trong này vâng. Không, nhưng mà đấy chú ý một cái tức là ta không không cần phải xét cả ba trường hợp, ta chỉ cần xét là một trường hợp duy nhất thôi, trường hợp duy nhất là cái trường hợp mà gì là a khác không thôi, à gì chứ không a khác không mà là lambda lớn không thôi, vì lambda lớn không thì ta sẽ suy ra là lambda lớn không thì ta sẽ suy ra nghiệm của ta là nghiệm tuần hoàn, còn nếu mà lambda mà nhỏ hơn không hoặc là bằng không thì ta sẽ ra nghiệm chúng ta là cái nghiệm có dạng là một cái đường thẳng tuyến tính hoặc là một cái hàm em, cái hai cái đấy thì đều cho chúng ta là kết quả là lambda là khác không là giao nghiệm tầm thường hết, hệ số nó tầm thường hết, được chưa? Thì mọi người chưa nào? Thì cái phần bài tập ở trong này cũng tương đối dài, tương đối nhiều, thì mọi người tôi nghĩ là mọi người có thể lấy những cái những bài tập ở trong này ra để làm. Những cái bài trong này cũng không đơn giản, nó cũng không quá khó mà nó chỉ đơn giản thôi. Tất nhiên là những cái trường hợp các cái điều kiện này này, tương ứng với cả cái điều kiện của cái các cái phương trình các bài toán ở trong thực tế, nó sẽ có thể thay đổi hoặc có thể là nó sẽ là điều kiện tuần hoàn hoặc là nó có thể là cái điều kiện mà nó là điều kiện song song, điều kiện song song này. Đó, ví dụ như là đây, chẳng hạn đây là một điều kiện nó tương đối là đặc biệt này. Đó. Nhưng mà thông thường để mà giải được ấy, thì thường nó sẽ có một cái điều kiện tương đối là đơn giản, một kia là một cái biểu thức điều kiện nó phức tạp hơn một chút. Thì nếu mà hai cái điều kiện đều không đơn giản thì cái việc giải đôi khi còn không kịp được nghiệm, nó sẽ ra có những trường hợp nó sẽ ra là nghiệm là không tìm được tường minh mà nó chỉ ra là nghiệm một biểu thức thôi, ví dụ như là lambda là nghiệm của phương trình là đúng không? Lambda là nghiệm của cái phương trình là tăng lambda bằng t là tăng lambda bằng lambda thì là cho rằng cái đấy là chắc chắn tồn tại vì không được thẳng cắt qua tất cả cái đường ta, nhưng mà nói chung là nó sẽ không tìm ra cụ thể như bao nhiêu. Đó. Ok chưa? Thì được chưa? Thì giờ cái mục đích của cái tuần cái bài buổi hôm nay là tôi giới thiệu chúng ta một số các bài tập như vậy và thống nhất với chúng ta xem là tuần sau chúng ta sẽ làm thế nào, làm cái gì, đúng không? Thì tôi sẽ ghi thống nhất đấy trong hồi chúng ta sẽ cùng thống nhất nhá. Thứ nhất là tôi đề xuất để một là sẽ là học thứ ba này, cái này là tuần sau này, tuần sau là ngày bao nhiêu, là ngày 18 đúng không? Và 20. 18 hay 17 nhỉ? 17 đúng không? 17. 17 này và 19. 3. Chúng ta có thứ nhất là không phải đặt này, không phải đặt này. Chương 1 và chương 2. Các bạn nhớ là thu qua Classroom được nhé. Hoặc là thu qua bản giấy này. Cái gì cũng được, tôi sẽ chấm hết. Cái thứ hai là sẽ học là học thứ ba này. Thứ ba là bài toán dây dung. Và thứ tư là trình bày của nhóm 1, à nhóm 8 đúng không? Nhóm 8 cho thách thức. Và thách thức này sẽ to này đúng không? Số 1. Mình cảm giác là các bạn sẽ chắc chắn ăn điểm không lơ rồi đúng không? Và thứ tư là thứ 6 này. Và kiểm tra
test 1. Được chưa? Chúng ta hướng rất chưa? Có ai có ý kiến gì không? Đây, tôi cho chúng ta xem cái điểm của cái phần tôi có cho chúng ta một cái phần hỏi nhanh đáp gọn đúng không? Đây, thì cái bài hỏi nhanh đáp gọn đây thực ra nó không khó, nhưng mà có thể là các bạn chưa quen đấy làm thôi. Đây, thì các câu hỏi ở đây là phân loại phương trình. Tôi sẽ được là sự giống nhau khác nhau. Thì cái này chú ý là nghiệm nó có cái biểu thức này nó có thể là hoặc cái này có thể là làm nhiều nhiều lựa chọn nhé. Ô vuông rất là nhiều lựa chọn, ô tròn rất là một lựa chọn đúng không? Thì các bạn nhiều bạn là chỉ tích một lựa chọn, hai lựa chọn là không có điểm đâu. Đó, ví dụ đây chẳng hạn có những bạn là được 4 điểm nhưng không có bạn chỉ được một điểm đúng không? 1, 2, 4, 3, 4, 2, 1 đó, chúng ta thấy không? Đó, không phải ai cũng dễ, bạn Bảo Bình và là chưa điểm nào luôn, bài nào bạn cũng làm nhưng mà không làm được bài nào trọn vẹn cả. Đấy, thì đây cũng hơi đáng tiếc. Thế thì có cả câu trả lời từng người một, câu trả lời của tất cả mọi người. Tôi sẽ dựa trên cơ sở này, tôi sẽ lưu ý cái điểm của mọi người trong này. Ok chưa? Đó. Thứ sáu là chúng ta test một này. Hình thức kiểm tra là hình thức kiểm tra nhá. Tức là kiểm tra là trắc nghiệm này. Với cả bài luận này. Tức là nó sẽ cho khoảng từ nó sẽ khoảng từ 10 câu đúng không? Một câu trong đó có 5 câu 6 câu trắc nghiệm với cả 4 câu bài luận, à 3 câu bài luận với cả 7 câu trắc nghiệm. Thứ hai sẽ là tiếp tục vào chương 3 này. Và cái thứ tư và cái thứ ba là cái bài trắc nghiệm này kiểm tra xong chúng ta sẽ chấm luôn nhé, mọi người chấm luôn. Chương 3, tôi nghĩ là trong hai chương 3 này thì cũng tương đối dài nhưng mà nó không nó sẽ đi tương đối nhanh. Không ạ. Thì dự kiến là tôi sẽ có một cái cuộc họp một cái bận vào ngày vào tháng tuần sau đó. Tuần sau đó tôi sẽ bận cho nên là tôi sẽ bận từ ngày 24. Tức là tuần sau đó thì tôi sẽ nhờ cô Dung và Thủy Huy sẽ chữa bài cho chúng ta là bây giờ chúng ta thì cái tuần từ ngày 24 và 26 tháng 3 thì là Thủy Huy này và cô Dung làm việc này lớp làm việc gì, tức là có lẽ Thủy Huy sẽ tiếp tục chữa bài hoặc là chữa bài tập này thứ hai và học kiến thiết thứ ba tiếp theo nhé. Từ đây tôi sẽ trao đổi trực tiếp với các thầy cô. Ok thì tôi được chưa, mọi người có thống nhất với cái cách cái đề xuất này không? Thực ra có không thống nhất thì cũng chẳng làm gì được đúng không? Thì dự kiến cái trước làm bài tập cuối kỳ, bài tập cơ bất thi dự kỳ nhá. Thi dự kỳ sẽ vào tuần thứ mấy đây? Trước tôi vừa thực hiện mọi người đúng không? Thi dự kỳ sẽ vào tuần thứ mấy này? Thi dự kỳ sẽ vào tuần 15-16 nhá, 14-16 nhá, 14-16 tháng 4 nhá, được không? Và sau đó thì là test 2. S2 sẽ vào tháng 5 này, đầu tháng 5 nhé. S2 sẽ vào ngày 5 tháng 5 nhé. Đó, bây giờ chúng ta phải mã S2 cũng đang tháng 5 hoặc là 1 năm hoặc là sau đó một tuần là 10 tháng 5. Ok, ít nhất trước mắt giờ chúng ta sẽ có cái kế hoạch như này đã. Sau đó chúng ta sẽ thầy Huy và cô Dung sẽ làm việc chúng ta thêm 1-2 buổi thôi, không nhiều. Có lẽ tôi sẽ có thu xếp thời gian để làm việc rất nhiều hơn, chủ yếu vì là tôi có một số lịch bận và những lúc đó không nghỉ được, cho nên là tôi phải nhiều. Được chưa? Có ai có câu hỏi gì không?
Em ơi thầy, cái bài kiểm tra hôm thứ 6 là có cả chương 3 luôn hả thầy? Không, chương 2 thôi, chương 1, chương 2 thôi. À, S1 vâng này. ạ. Nó chỉ là nội dung này. Chương 1 và chương 2. Chủ yếu là chương 2 nhé. Nhưng mà chương 1 cũng nhiều không kém đâu. Cái test thì chúng ta có thể lên cái trang PDF của tôi ấy. PDF chứ. Đấy, vào đấy thì nó có một cái phần liên quan tới tới gì nhỉ? Nó sẽ có một cái bài liên quan tới việc các cái bài kiểm tra, mẫu các bài kiểm tra chúng ta lấy bài kiểm tra đấy, hôm nhớ tôi có thể lấy ngay cái bài kiểm tra đấy để kiểm tra mọi người đấy, cho nên là mọi người cứ thử làm đi, làm được thì tốt đúng không? Chủ yếu các cái bài tập kiểm trên bài tập kiểm tra là cái bài mà các bạn đã làm rồi, cho nên chúng ta sẽ yên tâm là điểm chắc sẽ tương đối khả quan. Tất nhiên chúng ta phải làm, nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta chẳng làm được cái gì đúng không? Đấy. Mấy cả đấy thì hôm qua cái bài hỏi nhanh đáp gọn nó thấy là thứ nhất là mới có 13 bạn làm này. Thứ hai là không phải bạn nào cũng làm được hết. Không phải bạn nào làm được đúng và không phải bạn nào cũng làm được đúng điểm đúng không? Ba cái này khác nhau nhé. Các bạn có thể làm đúng nhưng mà chưa đủ, cũng không đủ điểm của bài. Các bạn trả sử nhá. Question này. Câu 1 này. Bạn đây nhé, bạn bạn Bùi Quốc là không làm được này, đúng không? Không được điểm này. Bạn Đăng Hoàng cũng không được điểm này. Đúng không? Kiểu như thế. Đấy là thế là sao? Thì đấy, đó là không phải lúc nào cũng được điểm đâu đúng không? Mọi người sẽ chủ yếu cái bài này nói chung là không được điểm đúng không? Thứ hai thì các bạn có điểm. À xin lỗi, cái bài Pico này sao được điểm đúng không? Tôi xin lỗi, cái này tôi nhầm. Thứ ba, báo sinh viên này sao được điểm đúng không? Đây, review ở đây chẳng hạn. Bạn nào, tôi xin lỗi bạn là đây là bạn nào đây, câu trả lời thì có ba người trả lời đấy, thì ta phải trả lời đúng có hai câu này đấy thì mới được này. Đấy, đấy cái này thì ta chỉ cần một câu trả lời đúng này, trong khi là chúng ta có thể có hai, phải có hai câu trả lời đúng mới được này đấy. Có hai câu trả lời đúng là correct answer là hai câu, và chúng ta chỉ chọn một chẳng hạn là không được đúng không? Có những bạn trả lời lại còn trả lời thừa này đúng không, trả lời nhầm trong chỗ khác này. Thấy không ạ? Đó. Còn thống kê theo theo câu này. Trả lời đúng đây. Các trả lời đúng có hai câu trả lời đúng nhá. Thì các bạn lại có những bạn còn trả lời cả thằng câu thứ ba này, đúng không? Có 8 có một câu trả lời đúng thì bạn lại chọn, có những bạn chọn trong bên này nữa. Ví dụ như thế. Đó, có những bạn lựa chọn trong bên này. Tín nhiệm tổng quát của chương trình chúng ta mới bị nhầm này. Chúng ta những bài đầu tiên chúng ta có thể nhầm, nhưng sau chúng ta không nhầm được đâu. Tôi tin chúng ta sẽ không nhầm được đâu. Ok, đấy chúng ta có 13 người. 13 người sẽ trả lời câu hỏi, chúng ta là cũng không nhiều lắm đúng không? Chúng ta nên có nhiều hơn. Lỡ không cẩn thận bài này không sao. Đúng không ạ? Bài nào ạ? Bạn Phúc có phải quan tâm đến bài cái bài hỏi nhanh đáp gọn này đúng không? Hỏi nhanh đáp gọn này nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ phần trăm, tức là khoảng 0,1 hay là 0,01% của cái phần chuyên cần thôi. Nhưng cái này là những cái đánh giá và cái tính tích cực của mọi người, chứ chủ yếu là cái phần đầu tiên thì tôi không đánh giá là chúng ta là làm đâu. Bạn nào không làm thì khổ, nhưng mà bạn nào làm thì càng tốt thì coi như ta biết nó là cái gì đúng không. Cái quan trọng ấy tôi đã nói rồi, chúng ta có chia là 30 à, 80 20 đúng không. Cái phần 80 là cái phần bài tập test 1, test 2, còn phần 20 là cái bài lên lớp, chúng ta xem là cái phần đấy nó sẽ giúp chúng ta thế nào. Rất quan trọng, tôi quan trọng là chúng ta làm được cái gì, học được cái gì. Chứ còn điểm thời gian nó trong túi thầy thì thầy đưa ra lúc nào cũng được đúng không? Người yên tâm nhá. Thế mà bây giờ chắc là tôi sẽ dừng lại đây thôi, chắc là thế thôi. Thì hẹn mọi người là đến thứ mấy giờ, thứ tư tuần sau. Thì phòng nào tôi chưa nhớ, như là 104 bên T5 đúng không? Thì tôi cũng đến đấy, các bạn có thể là tôi đến đấy thì chúng ta sẽ gặp nhau sau nhá. Ok chưa? Chúng ta có thể trao đổi lại. Ừ, chúng ta có thể nói chuyện, cho nên là tôi chưa biết bạn nào là bạn nào nữa. Bình thường mới chỉ liên lạc được với bạn, tôi sẽ dùng cái xe lại. Tôi sẽ
Bình thường các thầy cô mà khi lên khi đi dạy là còn yêu cầu mọi người bật hết cả cam lên để thầy còn chụp ảnh đúng không? Nhưng mà tôi thì tôi chẳng cần, bởi vì là đôi khi như thế các bạn còn đang làm cái gì đó đặc biệt chẳng hạn thì bật chụp ảnh lên nó không tiện, nhưng thôi không sao. Thì mọi người chú ý, hôm nay thì tôi thấy là đây có 29 bạn thì cũng trong khi làm vốt là có 3-4 cái mấy bạn đúng không? Nên là không hơi tiếc. Thì rất hy vọng là đến khi nào mà đi đi học ấy, thì tôi cũng không đòi hỏi chúng ta phải đến đúng 100% có mặt, vì như thế thì nó có những trường hợp bất khả khá. Nhưng mà tôi thì tôi nói thế này, tức là các bạn cái việc lên lớp là chúng ta là đi học để lên lớp, chứ không phải vào học đại học là để nghỉ ở nhà chơi, cũng không phải học đại học để nghỉ ở nhà đi làm việc khác, thời gian chúng ta làm việc khác đấy, không nên như thế. Bạn nào bảo thầy nói yên tâm mà tôi chẳng thấy yên tâm thế nào cả. Đấy, phải yên tâm chứ đúng không? Phải yên tâm thì mới tốt được nhá. Thì mọi người chú ý cả là cái nỗ lực của các bạn sẽ được đền đáp, và nếu các bạn không nỗ lực thì các bạn chẳng được cái gì đâu. Đó. Ok nhá. Thế thôi, có bạn nào muốn trao đổi thì không, tâm tư nguyện vọng gì hay là trao đổi gì thì cứ nói. Thầy ơi, thầy giảng lại cái chỗ phân loại được không ạ? Cái phân loại mấy cái phương trình điểm tính ấy ạ? Dạ vâng, phân loại phương trình điểm tính. Đây. Thầy share lại cái màn hình được không ạ thầy? Tôi share màn hình không? Tôi sẽ share đây ạ. Tôi chẳng lại nhất, nhắc lại đấy. Chúng ta cần thì chúng ta cứ hỏi, tôi sẽ sẵn sàng ngay. Xem màn hình của tôi đây, tôi xem cái này cho các bạn nhé. Chúng ta nhìn thấy rồi đúng không? Được, chúng ta có. Mọi người nhìn thấy cái bài này rồi đúng không? Phân loại rồi ạ. Đây thì ta có nhá, là chạy từ bước. Được chưa? Thì cái phương trình chúng ta là phương trình có dạng này đúng không? À, thưa thầy, ý bạn Hằng là phương trình tiến tính cấp 1 thì ạ, không phải cấp 2. Cấp 1 hay cấp 2 ạ? Ý bạn cấp 1 ạ. À, cấp 1, ok, cấp 1 cũng được, vấn đề gì cũng được. Stop lại đã, tôi sẽ ra. Phương trình tiến tính cấp 1. Xin lỗi phần này nữa nhé. Dạng rồi. Phân loại hay là cái phân loại mà nửa tuyến tính tựa tuyến tính với cả đây là đây rồi. Hình quá, tôi chạy lên. Ok đây, tôi chạy lên nha. Đây. Thấy rồi đúng không? Đấy nhá, phương trình đảo chiều định nghĩa rồi này, ký hiệu rồi này. Thì cái phân loại nhá, cái phương trình tuyến tính này thì chúng ta thấy ok đúng không? Phương trình tuyến tính này là phương trình có dạng là như thế này, là phương trình tính cấp 2 này. Là gì? F là một hàm tuyến tính đối với ẩn hàm và tất cả các đạo hàm riêng của nó. F ở đây. F ở đây, một biểu thức chung, biểu diễn chung của phương trình đạo hàm riêng là thế này. F ở đây, ví dụ đây. Đúng không? A x u x này, a x y này, b x y này, c x y này, có thể a b c d e f g đều là các hàm chỉ phụ thuộc vào x và y, không phụ thuộc vào u, đúng không? Thì đây biểu thức thế này gọi là tuyến tính này. À, ví dụ ba cái này là ví dụ nhìn thấy rõ ngay đúng không? Ok chưa? Tiếp theo phương trình nửa tuyến tính. Nửa tuyến tính chính là ta chia ra hai nửa khác nhau. Thứ nhất là nửa gì? A x xỉ u x xỉ y x cộng với 2 b x y u x y. Đây cái đám đầu tiên này này. Đây, tôi lấy cái gì để khoan nó lại.
Đây, cái đám này này. Đúng không? Cái này tuyến tính đúng không? Đây, biểu thức này biểu thức tuyến tính này. Những cái ông trời này này là tuyến tính không, tôi không cần quan tâm. Nó có thể là tuyến tính, có thể là phi tuyến thoải mái. Cái g này cũng thế này. Như cái g này có thể cho vào đây luôn được. Ví dụ đây. Ux tuyến tính đúng không? U bình phương cộng 1. U bình phương cộng 1. U bình phương trừ 1 không tuyến tính đúng không nào? Cái này do u bình phương là không tuyến tính rồi. Thứ hai này. Ô này tuyến tính đúng không? Ux, ui, ui 1, 1, 2. Như cái ô này này. U nhân ux rõ ràng là không tuyến tính đúng không? Thấy chưa? Ta chia là hai phần rõ ràng đấy nhé. Chia là hai phần độc lập nhau ra. Ông tuyến tính là cái ông gì ạ? Ông tuyến tính là ông biểu thức tuyến tính đối với các đạo hàm riêng cấp cao nhất. Tức là tôi gom cái đạo riêng cấp cao nhất lại. Được không? Tôi gom hết cả các đạo hàm riêng cấp cao nhất lại một chỗ. Còn đạo hàm riêng cấp không cao, cấp thấp hơn thì tôi cho thêm một chỗ. Chỗ này là chỗ phi tuyến. Được chưa? Được chưa? Ok nhá. Tiếp theo này. Phương trình tự tuyến tính. Là tự tuyến tính tức là gì? Nói tiếp này. Tự tuyến tính tức là tôi cái ông này này với cái đạo hàm riêng cấp cao này này. Những cái ông này nó tạo thành một cái biểu thức tuyến tính. Nhưng cái ông này thì khi đấy tôi cố định ông này lại. Cố định ông này lại. Coi như ông này chỉ là hệ số tự do thôi. À hệ gọi là tham số thôi. Thì với cái biểu thức ví dụ này của tôi là Ux này. Cộng với cả A cộng với cả UI này. Đúng không? Cái biểu thức này này. Biểu thức này rõ ràng là biểu thức tuyến tính đúng không? A là cái đây. A thì tôi không quan tâm A là cái gì nhưng mà tôi chỉ cần biết là cố định thằng A này là thì cái biểu thức này tuyến tính đúng không? Đó. Nhưng mà nó không phải nửa tuyến tính bởi vì là chúng ta không chia đôi nó ra được bởi vì cái A này thực ra nó lại phụ thuộc vào U. Đó, đúng chưa? Cái này nó hơi là nhằng hơn một chút so với cái tựa nửa tuyến tính thôi. Tức là nửa tuyến tính là chia làm hai phần rõ rệt. Còn tựa tuyến tính là nó trông có vẻ như tuyến tính nhưng thực chất nó là không tuyến tính bởi vì nó có cái phần này. Đó, cho này chẳng hạn. Đó, đúng không? Cuối cùng là ông hoàn toàn phi tuyến. Ông hoàn toàn phi tuyến thì cái biểu thức này rõ ràng là biểu thức hoàn toàn phi tuyến này. Ta không thể làm từ đây mà ta chuyển nó về tuyến tính được đúng không? Ở mọi cách luôn. Đây, đúng không? Đây là đạo hàm riêng cấp cao nhất rồi. Không còn làm gì được nữa. Đó, thấy không? Để phân biệt được không ạ? Bây giả sử đây. Thì ta vào thực tế một cái ta sẽ thấy ngay là nó dễ đúng không? Đấy. Cái này rõ ràng là gì? Cái này là phi tuyến. Nhưng cái đạo hàm riêng cấp cao hơn đó là tuyến tính cho nên này là nửa tuyến tính đúng không? Tiếp theo này. Đây cái này thì sao? Cái này cũng nửa tuyến tính vì cái này này. Ux bình phương, đúng không? Sin của ux bình phương. Cái này thì là viết thế này thì nó là một biểu thức không tuyến tính nhưng mà thực ra là cái này nó là một cách viết của delta u bằng e bằng log e của x. Đó, thì nó sẽ là phương trình tuyến tính. Cái phương trình này cũng là phương trình tuyến tính. Nhưng mà là nửa tuyến tính vì là cái đạo hàm riêng cấp cao nhất là uxt. Đạo hàm phương trình là phương trình đạo cấp 3 nhé. Đạo hàm cấp 3 nhé. Đạo hàm riêng cấp 3 cấp nhưng mà là x hai cấp đâu nhé. Ta chú ý là u của txc thì cũng là phương trình đạo hàm riêng cấp 2. Chứ u của t cái bình phương thì là phương trình đạo hàm riêng cấp 1 nhưng mà bậc 2 nhé. Nhớ nhé. Hai cái này nó khác nhau nhé. Cái này là khác nhau nhé. Đấy nhiều bạn là bị nhầm là những cái nhầm lẫn rất là đáng tiếc. Được chưa? Ví dụ cái thằng này chẳng hạn thì nó là nửa tuyến tính nhé. Vì chỗ này là tuyến tính này, còn chỗ này là phi tuyến này. Đấy. Cái này tùy theo hàm số là thế nào mà ta sẽ thấy là nó sẽ là tuyến tính hay không tuyến tính, đúng không? Tại vì là cái hàm số này mà là hàm u bình phương hả? Thì nó sẽ là một phương trình là tựa tuyến tính. Còn nếu mà hàm số nó là hàm bình phương hoặc hàm đa thức nó bậc nhất chẳng hạn thì nó sẽ là hàm tuyến tính. Đây tôi lấy một cái ví dụ luôn để cho mọi người dễ bị lẫn nhá, là gì? Tôi như là u bằng f f u bằng u mũ 2 nhá, thì sẽ được là gì? UT này cộng với cả gì ạ? U mũ 2 là 2 u nhân với cả 2 u nhân với cả u x gì? Không đúng không? Rõ ràng phương trình này là tự tính này. Đúng không? Còn nếu mà f của u bằng là sin u chẳng hạn.
đúng không? Chúng ta sẽ được là gì ạ? Là UT cộng với cả gì ạ? U nhân với cả cos U, UX gì nhân với cả cos U không. Chúng ta cũng lại là gì? Phương trình này cũng là phương trình tựa tuyến tính, đúng không? Còn nếu mà F U bằng là AU, chúng ta suy ra là UT cộng với cả AUX gì bằng không. Nên phương trình này là phương trình tuyến tính. Nhưng mà nó không bao giờ có thể thành một phương trình tuyến tính được, đúng không? Không là phương trình tuyến tính được. Vì ta không tách nó ra thành một phần tuyến tính, phần thu tuyến tính được. Cho nên là hoặc là tuyến tính, hoặc là tuyến tính. Thấy không? Đấy, cái phương trình này thì sao? Phương trình này là phương trình tuyến tính này. Vì mặc dù trong hầm hố này nhưng mà thực ra nó là gì? Hệ số này toàn là x y thôi, không có u. Còn phương trình này là phương trình gì ạ? Tựa tuyến tính, đúng không? Thì đạo hàm riêng cấp cao nhất của nó là ux thì nó lại có u bình phương đây. Đó. Tương tự như thế. Chúng ta phân biệt được chưa? Xương xương, ok, xương xương. Xương xương là được rồi, đúng không? Thôi chỉ cần xương xương thôi. Thôi ta về ta chỉ khai tiếp nhé, ta học tiếp nhé. Thôi đi nói lại, chúng ta cứ phải yên tâm thôi, yên tâm mà học, đúng không? Tôi cứ nói thế này, là cái môn học này nó sẽ thi hoặc đầu hoặc cuối. Thì cái thi đầu là để cho chúng ta có tinh thần để thi các môn tiếp theo. Và thi cuối thực ra là để cho chúng ta gọi là tự thưởng cho mình là thi tất cả các môn khác khó khăn rồi, bây giờ thi môn này cho nó giảm. Thì cứ nghĩ thế cho nó thoải mái, đúng không? Điểm thì bao giờ cũng cao, mình chẳng sợ. Ok. Bây giờ thế nhá, các bạn còn hỏi gì thì không, cứ hỏi nhá. Tôi tạo công tắc cái xe này, tạo tắt cái xe này. Các bạn nào vừa bảo là môn này khó gấp 10 lần phương trình phân, hiển nhiên đúng không? Tại vì nó có đến tận 10 cái đạo hàm riêng cơ mà, đúng không? Cho nên gấp 10 lần đúng rồi. Thực ra nó không khó đâu, chúng ta thấy là cái này chúng ta cần cái gì? Một là học cách biết cách giải phương trình phân đây này, giải phương trình phân đây này. Phần này. Thứ hai là biết giải phương trình đại số này. Đấy. Là biết biết giải các cái biết biểu diễn thành chuỗi Fourier này. Đấy. Ba cái đấy biết thì trong gì cái gì cũng làm được hết, đúng không? Đơn giản. Thực ra trong kiến thức toán học mà chúng ta tích lũy từ hồi năm thứ nhất đến giờ thì chủ yếu nó xoay xung quanh mấy món này thôi, đúng không? Là tính đích phân, quan trọng tính đích phân, phải rất giỏi tính đích phân, đúng không? Tôi thì tôi không giỏi lắm nên là tính nhiều khi vất vả. Nên chúng ta có thể là các bạn chuyên gia, các bạn có thể là làm quen ấy, thì quen dần nên thì tính toán nó dễ, nó sẽ rất thuận lợi. Ok được chưa? Các bạn nào còn hỏi gì không cứ hỏi nhá, tôi cũng ngồi đây đợi. Tôi không giỏi đâu, tôi bình thường thôi. Ở khoa toán có rất nhiều thầy cô giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Tôi chỉ ở mức biết trước các bạn thôi, tôi chỉ quan điểm tôi là biết trước các bạn thôi. Đây các bạn nào được là thằng được 10. Thằng được 10 thì phần đầu xưa tôi được mấy điểm rồi? Xưa tôi cũng được 9 điểm hay 10 điểm rồi. Ok. Chúng ta cứ bật mic lên nói chuyện lên, cái chat của đây thì ngại quá, cứ nói một mình này. Nhiều khi ngồi nói một mình thì như là nói với bản thân mình. Tôi ở cái khóa trước khi mà tôi với thầy Tuấn với tôi có chấm bài thì có một số rất nhiều bạn được 4 điểm phương trình đàm riêng, 4/4 ấy, tích lũy được 4 điểm ấy. Chứ không chỉ là 3,7 hoặc là 3,5 đâu mà là 4/4 là thôi. Và có những bạn làm được rất là điểm rất là cao. Đấy. Thì chúng ta cũng biết là các thầy ở khoa toán thế nào rồi, đúng không? Rất là nghiêm túc, rất là
rất là quý mến và hỗ trợ học sinh viên. Thì quan trọng là tôi cũng nói lại, quan trọng là chúng ta phải có nỗ lực làm việc, làm nhiều thì là được nhiều, làm ít thì chỉ được ít thôi, đúng không? Đấy, nguyên tắc của các thầy là như vậy. Và nguyên tắc thứ hai là phải cố gắng nỗ lực, chứ không đừng có xin là các thầy là chỉ có xin lên chỉ có xuống điểm xuống thôi, đúng không? Đấy, các thầy đã tạo điều kiện rồi và lại còn không xin, nó chỉ có xin xuống không xin lên ở đâu, đúng không? Đấy, thống nhất như vậy. Ở đây có rất nhiều bạn sẽ là thầy cô giáo trong tương lai, cho nên mọi người cũng cố gắng là tạo cho mình một cái tác phong giảng viên luôn. Đấy, thì những cái cơ hội mà ta lên bảng ta trình bày là mà tôi sẽ cố gắng tạo cho mọi người một vài nhóm, một hai nhóm thôi, không đặt nặng cái phần nhóm đâu, nhưng mà các nhóm này để chúng ta chọn lựa các chủ đề ta tính toán, để ta làm việc cho nó dễ thôi. Làm việc là ta tính toán, ta đăng ký những trình bày đấy sẽ được những cái điểm thưởng nào đó, tôi không biết. Ok, vậy thôi nhá, không ai hỏi gì tôi sẽ dừng ở đây. Chào các bạn nhá. Chào thầy ạ. Chào thầy.